Đây là cái bộ chuông Y618, một bộ chuông thì nó như vậy. Thì hôm nay thì mình hướng dẫn cái phần mà kết nối thêm các thiết bị, tức là một chuông có thể điều khiển tối đa là bốn cái thiết bị kèm theo, ví dụ như là ba đầu cảm ứng, một cái nút nhấn, hoặc là mình có thể kết nối là một cái đầu cảm ứng này với bốn cái chuông. Nói chung là mình kết nối thêm mỗi cái phần thiết bị này thì mình kết nối thêm được tối đa bốn cái thiết bị còn lại. Nếu mà 5 cái thì không có được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách kết nối cái đầu cảm ứng với lại cái chuông. Thì bây giờ mình sẽ dùng tay là mình giữ cái nút chỉnh nhạc chuông này. Thì mình nghe hai tiếng tin tin. Thì mình sẽ gạt cái nút công tắc mà phía sau lưng cái đầu cảm ứng đó, từ off sang on. Thì mình sẽ nghe một tiếng tin cái vậy. Thì sau khi mình để tí xíu thì mình sẽ nghe tiếp là hai tiếng tin tin thì nó đã kết nối ha. Nếu mà mình kêu hai tiếng tin tin thì đã kết nối, sau đó mình sẽ đợi khoảng 1 đến 2 phút. Thì mình khi mà có người ha, mình thấy là khi mà có bóng người đi ngang thì cái mắt cảm ứng nó sẽ đỏ đèn, và khi đó nó sẽ kết nối với cái chuông để nó báo. Thì cái đầu cảm ứng này là mình thấy là cái phần đế sau khi mình dán bằng băng keo hoặc là mình bắt vít. Mình dán bằng băng keo, mình bắt vít, mình thấy mình có thể điều khiển được. Mình có thể điều chỉnh đó. Thì cái phần mà từ cái người mà tới cái mắt cảm ứng này, cái khoảng cách khoảng từ là 4 đến 6 mét nha. Thì cái góc quét của nó khoảng 30 độ. Còn cái phần này thì mình chỉnh được như vậy. Thì cái cảm ứng này thì mình sẽ dùng pin. 3 viên pin 3A. Thì lúc mình gắn mình lưu ý cái đầu âm đầu dương cho nó đúng nha.